Dạ xin mến chào cô chú anh chị em đã quay trở lại kênh Út Mai Vàng Tịnh Biên. Và lời nói đầu tiên em cũng xin chúc anh em đam mê mai vàng trên mọi miền đất nước luôn nhiều sức khỏe và thành công trong mọi công việc. Dạ hôm nay là ngày 24 tháng 11 năm 2020. Em có về ba gốc mai nha anh em, muốn giao lưu cùng anh em nha. Chào anh em ơi. Chào cô chú và anh chị. Gốc đầu tiên là gốc mai vàng Bức Măng. Đế như củ sứ nha anh em. Cây số 2 là cây mai sù Bức Măng gió ngọn. Cây số 3 là cây mai sù quái nha anh em. Đây. Rồi để vào chi tiết thì em bắt đầu vào cây số 1 đầu tiên. Dạ xin mời anh em nha. Rồi bước vào cây số 1 đầu tiên là cây mai vàng Bức Măng. Đế như củ sứ nha anh em dòm nè. Cây dốt ngọn nha em. Cây ngoài rất là đẹp. Đây, anh em dòm đế nè. Quên em xong vòng nha, mua đế nha. Em quay từ từ cho anh em thưởng thức. Cốt cạnh dốt ngọn nha anh em. Đây anh em dòm nha, từ từ không ẩn quay chậm chậm vậy đó. Cây ngoài rất đẹp nha anh em. Cái này hồi xưa giống như cây nằm trong chậu nha anh em. Rồi đế nè, trong chậu trong lưu vậy đó. Đế bây giờ đế tròn vo luôn. Cây này có hiện tượng đang lên sù nha anh em. Đây sù dưới đây hết trơn nha anh em. Có cành giót ngọn nha, một xíu nè anh em. Để bóc nè, em dầm tay em nè, thấy không? Đó. Cây ở ngoài rất là đẹp nghe nè. Cây này chủ nhà không có thấy bông nha anh em, chủ nhà nó cũng đẹp thôi mà không thấy bông nha anh em, không thấy mặt bông. Rồi bước vào đo thông số nha. Rồi hoành ngay chân vị trí này 50 anh em, 49 nha. Tính anh này em 49. Rồi em đo hơi chạc xíu xíu chút chút. Xuống cô đế. Ngay vị trí này là 57 nha anh em. Em để gì đó quay vòng cho anh em xem. Sát cô đế 57 nha anh em. Đây, sát cô đế luôn, cắn luôn cái này nha anh em, 57 hoành. Đây, vẫn còn mình nạt nha anh em. Đó, rồi, em đo cái củ đế cho em ơi. Đo củ đế dưới đây đi. Đúng rồi, đo cái củ đây. Đo củ nằm đây nè. Ừ, đó. Đây. Cái củ đế là 114 nha anh em dòm nè. Đó. Củ đế ngoài cũng đó nha anh em. Rồi em đo tổng rồi đế giùm anh đi. Rồi tổng rồi đế khoảng 170 nha anh em. Khoảng 170. Em quay một vòng nữa cho anh em xem coi. Tổng rồi đế 170 nha anh em. Căng thức dây luôn. Rồi em đo cái chiều cao giùm anh đi. Chiều cao 47 nha anh em. Em đo cái ngọn còn nhiêu em? 21. Cái ngọn còn 21 nha anh em. Em đo đường kính bầu rồi cho anh. Đường kính bầu là 65 nha anh em. Đường kính bầu 65. Rồi em đo thử hạo cái củ đế này không anh đi. Cái củ đế này nè, nãy chưa đo cái củ đế nè, cho anh em tham khảo luôn. Củ đế ngoài đẹp đó nha anh em. Rồi để đi, để căng cái dây đi. Rồi cái củ em đo là 114 nha anh em. Anh em dòm cái củ nè, rất đẹp nha anh em. Rồi quay anh em xem vòng nha, để em báo giá luôn nha. Cây số 1 nha.
mấy vòng anh em tham khảo đi. Dạ anh em có nhu cầu liên hệ qua số điện thoại của em là 0919 755 533, em tên Úc. Và em cũng xin chân thành cảm ơn anh em đã ủng hộ cho em những clip vừa qua. Và hy vọng clip này anh em giao lưu với em ủng hộ tiếp em nha. Rồi cái mã số 1 này em xin bản phép giao lưu với anh em, giá 15 triệu, em bao ship đồng bằng sông Cửu Long nha anh em. Cây rất đẹp nha anh em. Em ôm thử cái củ đế cho mọi anh em. Đây. Củ đế rất đẹp nha anh em. Cây giót ngọn luôn. Để gì củ sứ anh em dọn ngoài cũng được nha anh em. Đế đẹp lắm. Bao anh em ở ngoài để đẹp hơn trong hình. Rồi, em bước vào cây số 2 nha anh em. Rồi, em xin bước vào cây số 2 là cây mai xù búp măng, đế đẹp. Cây giót ngọn nha anh em. Đế này là đế 48 giờ nha anh em. Sù anh em cho anh em xem sù nha anh em. Sù hết trơn, cấu cạnh hết trơn, sù hết nha anh em. Như gốc nó lên cũng nhiều lắm rồi, anh em dòm nè. Gốc là sù hết trơn nha anh em. Rồi để em quay cho anh em tham khảo nha. Em quay từ từ vậy đó. Cái ngoài rất là đẹp nha anh em. Đế hầu như là không có thiếu cọng nào luôn, không có chống mặt nào hết trơn. Ở đây nói chống nhưng mà vẫn có đế lót xuống nha anh em. Đây. Đây. Đó. Mặt tiền mặt hậu vẫn đẹp nha anh em. Cây anh em dòm nè, bóp gió còn chút xíu nha anh em. Đó, rồi em đo cho anh em xem nha. Dạ em cũng xin cảm ơn anh em đã ủng hộ cho em những cái clip vừa qua nha. Vậy hy vọng clip này anh em ủng hộ em thêm nữa nha anh em. Số điện thoại của em là 0919 755 533. Địa chỉ của em là tọa lạc tại tổ 17 khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Rồi để em đo hoành cho anh em tham khảo nha. Em đo hai vị trí cho anh em nha. Rồi trước tiên là em đo sát cổ đế cho anh em tham khảo. Sát cổ đế nha anh em. Rồi em buông tay ra đi. Sát cổ đế hoành 61, 60 nha anh em, 60. Quay đây. Quay cho anh em coi nha. Sát cổ đế nha anh em. Đó, cái này cổ đế nở cũng khó đo nha anh em. Rồi em đo hoành cho anh em chuẩn cho anh em luôn. Này chỉ tham khảo thôi, sát cổ đế. Rồi bây giờ em đo xích lên trên anh đi. Rồi sát trên đây là hoành 50 anh em, 51 tính 50. Rồi em đo cái chiều cao lên anh đi em. Chiều cao 60 anh em. Xe chạy ngang qua tiếng lớn quá, anh em thông cảm giùm em. Rồi em đo đường kính bầu mai anh đi em. Chiều cao 60 nha anh em. 78. Đường kính bầu 78. Rồi em đo hạo của nồi đế giùm anh đi. Đây. Rồi nồi đế phỏng phỏng khoảng 190-200 nha anh em. Anh em giờ mới thước dây nha, 190-200. Đây, cây ở ngoài khủng đó nha anh em. Anh em cứ hình dung đi, cái đường kính bầu 78 đó, anh em hình dung cái cây ở ngoài nó khủng nha. Cây ngoài to nha anh em. Em đo cốc ngọn giùm anh có bao nhiêu em? 22. Cốt cạnh 22 anh em đo cái này giùm anh đi. Nó cốt cạnh này nè. 22. 22 luôn anh em. Rồi mấy cốc này cũng giống như vậy luôn anh em. Hạo hạo thử cái này mạnh đi. Đó, sẵn đo đo luôn. 22 luôn anh em, đều nhau luôn anh em. Rồi quay anh em xem một vòng nha, em báo giá cây số 2 này cho anh em nha. Giá cũng rất là dễ chơi. Chung cây này ở ngoài đẹp nha anh em, khủng luôn nha anh em. Cây này anh em nuôi đường dài tương lai nha anh em. Tương lai lên sù 100% luôn á. Nó lên sù nhiều lắm rồi. Cây này đế ngoài đẹp lắm nha anh em. Rồi cái mã số 2 này em xin mạng phép giao lưu với anh em, giá 22 triệu. Em bao ship đồng bằng sông Cửu Long nha anh em. Dạ số điện thoại của em là 0919 755 533, em tên Úc. Dạ
Rồi bước vào cây số 3. Xin mời anh em bước vào cây số 3 nha. Rồi bước vào cây số 3 là cây sù quái anh em. Ở trên nó sù giống như đóng nguyên cái tổ ong nha anh em. Cây rất là quái. Sù đế đẹp nha anh em. Anh em nha, chị ông nha, sù nè. Có cành gió ngọn nha anh em. Cây này sù cũng đế đẹp nha anh em. Đó, anh em nhìn dòm nha. Rồi em quay anh em xem một vòng nha. Cái này sù muốn giáp mình nha anh em. Mặt tiền mặt hậu gì cũng có đế cho anh em không thiếu nha. Đó, anh em dòm nha. Đế cũng chạy đều 4-8 giờ, nói chung là đế này đế khá nha anh em. Đế là không chống luôn, không thiếu cọc nào luôn á. Có cành gió ngọn lên tới ngọn anh em. Sù đẹp lắm nha anh em, cái này sù chảy đẹp lắm nha anh em dòm nó sù ngoài đẹp lắm. Cố cành cũng đóng đều nghe nè. Rồi bước vào đo thông số cho anh em nha. Rồi hoành 46 nha anh em dọn nha. Quay anh em xem một vòng nha. Coi nha. Hoành chuẩn 46 nha anh em. Đây, hoành 46. Rồi em đo chiều cao giùm anh em. Chiều cao 68 nha anh em. Chiều cao 68. Em đo đường kính bầu anh đi. 56. Đường kính bầu 56 anh em. Cái tổng nồi đế nha. Rồi hào hào gì đi. Tổng nồi đế khoảng 160 anh em. Đây, tổng nồi đế khoảng 160. Em đo thử cái ngọn nha em. Cái ngọn dưới mấy cục sù nè. Em đo thử cái này, khớp này mạnh đi. Khớp sù này nè. Đo ngay chân nói mạnh đi. 38. 38 anh em. Ở ngoài nó phì lắm nha anh em. Đây, quái nha. Còn cái này nó hiền khớp lên trên nữa nha. 36. 36 anh em. Đó, đây là quái. Nguyên hai cục sù anh em. Này 38, cái này 36 nha anh em. Cái ngọn anh đo cái ngọn cho anh em tham khảo luôn đi. 18. Cái ngọn còn 18 nha anh em. Rồi quay anh em xem một vòng nha, em báo giá cây số 3 luôn nha anh em. Giá cũng rất là dễ chơi anh em ơi. Chung mấy cây sù quái quái này anh em nuôi cũng rất là tương lai nha anh em. Đế là đế bao anh em đế đẹp luôn. Rồi sù thì ít có đế lắm, mà cái này đế 48 giờ luôn nha anh em. Rồi cây mã số 3 này em xin mãn phép giao lưu với anh em, giá 12 triệu, em bao ship đồng bằng sông Cửu Long nha anh em. Dạ em xin nhắc lại số điện thoại của em là 0919755533. Em tên Úc, địa chỉ của em là tổ 17 khóm Sơn Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Dạ anh em nào chưa đăng ký kênh thì nhớ cho em xin một đăng ký kênh và một like và một chia sẻ cho anh em, để em có động lực để sưu tầm những cây phôi mai đẹp về phục vụ cho anh em nha. Dạ cuối clip em cũng xin chúc toàn thể anh em xem clip được vui vẻ và hạnh phúc nha. Dạ em xin chào nha.